dõi qua màn ảnh nhỏ đã sẵn sàng. Khán giả tại trường quay cũng đã sẵn sàng. Huấn luyện viên sẵn sàng. Ban giám khảo và host đã sẵn sàng. Đây Việt Nam 2018. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin mời quý vị người dẫn của mình để tiếp tục theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy một trong nhiều khác biệt lớn nhất của chương trình gương mặt người mẫu Việt Nam The Face năm 2018 so với tất cả các chương trình. Chương trình xin mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình để cùng theo dõi. Chúng tôi tắt màn hình ra để chào đón hai nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay, đó là ban giám khảo của vòng chung kết.